xin vui lòng di chuyển sâu ra phía những chiếc bàn danh dự của chiếc sân khấu lễ đài Hạnh Phúc Quang Linh trong buổi chiều tối ngày hôm nay để thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt mừng hạnh phúc chúc tương lai cho Đặng Phúc và Triệu Lan, và cũng rất mong muốn được hát giao lưu với tất cả quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị ạ. Vẫn là bốn nàng nghệ sĩ của chúng ta đã thao túng toàn bộ sân khấu, bốn học trò của Thế Hơn. Đến với một tiết mục dân vũ hào khí Việt Nam. Cho to màn hình nhân thương lên. Quá tuyệt vời. Sang năm cô xem xin lên đây để dẫn các bạn nhá. Nền tảng cho những ca sĩ và nghệ sĩ múa trong tương lai.